Đây là Winner X 2021 mà mấy bạn YouTuber la rùm trời bữa nay, như là tranh luận mấy bữa nay là có ra hay không ra nè. 2021 phiên bản giới hạn của Honda nha. Ok. Ôi, hôm nay lần đầu tiên gặp anh thôi, anh ngoài anh đẹp trai dữ vậy anh Tiến. Trời, rất là vui khi gặp em nha. Em gỡ cái áo càng ra đi coi em có giống trong hình không. Thôi, em ngại lắm, kỳ lắm. Anh đi xe gì tới vậy? Xe anh để ngoài. Phải đúng là thời buổi này chỉ xem xe dĩa bề ngoài thôi. Dẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Team, Mr. Team đồng hành của bạn sao chọn niềm tin. Nếu bạn nào thấy kênh của Team hay, clip Team hay, nhớ đăng ký ủng hộ nha. Team chuyên làm clip về xe máy Honda, chẳng hạn như clip ngày hôm nay. Thì 2-3 tuần vừa rồi rất là nhiều bạn đưa thông tin là Winner X ra mắt phiên bản mới A, B, C, D, E, F này nọ kia. Ok đúng không? Rồi nói 8 thì tháng 4 ra mắt, 27 thì tháng 3 ra mắt phiên bản mới, hoàn toàn mới. Đây, phiên bản mới của các bạn này. Vậy theo các bạn, đây là phiên bản mới à? No. Lúc trước thì đã nói rồi, nếu một cái xe gọi là phiên bản mới á, là nó phải thay đổi kết cấu hoàn toàn từ diện mạo bên ngoài cho đến động cơ bên trong, ít nhất 60-80% phiên bản hiện tại. Còn cái xe này nó chỉ có thêm, đó giờ là sử dụng là màu đỏ tươi. Đối với Winner X thì họ chuyển qua là màu đỏ đô. Thêm tem phối lại màu sơn. Rồi tất tần tật còn lại là y chang chiếc phim Winner X 2019, không thay đổi gì cả. Từ dốc dáng, cân nặng, trọng lượng, công nghệ y chang luôn. Đây không phải là phiên bản mới, đây chỉ là màu mới, tem mới nha. Nên muốn tìm hiểu xe máy Honda, đặc biệt là xe Honda có ra phiên bản mới hay là tất tần tật liên quan xe Honda, thì phải đăng ký ngay kênh Mr. Tin. Thì chỉ có Mr. Tin mới đưa ra thông tin chính xác nhất. Tin đã nói rồi, Honda không có ra Winner X phiên bản mới mà trước giữa năm nay đâu. Nói là đúng nè. Rồi, mấy thánh YouTube á, hoặc là mấy anh hùng cào bàn phím á, vô cào bàn phím tiếp đi nha. Ok. Thì nói chung một điều là chiếc Winner này không thay đổi gì so hết chiếc Winner 2019. Vì vậy các bạn muốn tìm hiểu chiếc Winner X mới này như thế nào á, thì các bạn quay lại vô danh sách phát của kênh của Tin á, thì có rất nhiều clip làm về Winner X, về tính năng, ưu điểm, nhược điểm, xe hay bị hư cái gì, cách xử lý ra sao, cách sử dụng xe, cách chạy tay con luôn, hướng dẫn từ A đến Z trên kênh Tiểu Tin có hết. Bữa nay tôi chỉ quay cho các bạn coi sơ về chiếc mới này thôi. Ok ha, cũng không có điện thoại luôn rồi kìa. Bởi mỗi lần quay clip là có khách điện tới, lạ luôn ha. Nên là anh em có điện tới mà vong nó vô tình nó tắt máy ngang á, thì anh em hiểu vấn đề ha, tại đang quay clip. Thì đơn giản vậy thôi. Xe mới này, phiên bản mới này nó chỉ có là thêm thứ nhất là màu mới.
màu là màu đỏ đô nè. Tất cả dòng xe Winner X đó giờ không có màu đỏ tươi, màu đỏ đô, nó chỉ có màu đỏ tươi giống vậy nè. Giống vậy. Nè, này phiên bản cũ nè, không phải cũ mà là màu trước cái đó thôi, chứ không phải là cũ mới gì đây ha. Màu đó màu đỏ tươi, còn tất tần tật đều là màu đỏ tươi, nay ra là màu đỏ đô, một sự khác biệt cho đó. Rồi thêm cái dòng chữ là limited edition gì nè, tại tiếng Anh mình không giỏi. À cái này dịch là phiên bản giới hạn hả? À đây phiên bản giới hạn hả? À đó, giới hạn là lý do giới hạn là thêm màu thôi. Nói chung á, đợt này Honda nó phối cái xe, phối màu xe, dán tem xe cho chiếc Winner X này á, nhìn có vẻ cứng cáp hơn. Sau khi mà phối cái màu đó, đỏ đô vô á, cái xe nó sẽ cứng cáp hơn, nó không bị yếu đuối như cái màu đỏ tươi ha. Nhìn cũng khá là đẹp đấy ha. Chính thức ngày hôm nay là team đã bán cái xe này ha. Giá nhiêu, có giá chưa? Dạ chưa. Chưa có giá ha. Các bạn nào muốn hỏi về giá xe, xe này điện thoại số điện thoại này ha, hoặc cứ comment bên dưới ha, hoặc vào Facebook mặt team gửi tin nhắn cho team ha. Ngày công bố bán là ngày 7 tháng 4. 7 tháng 4 mới công bố bán đúng không? Bây giờ là 5 tay có thể đặt cọc mua được rồi đúng không? Ok, giờ có thể đặt cọc mua được rồi. 7 tháng 4 mới công bố bán nha. Đó, phiên bản mới đó, mới đâu mà mới, cứ cãi hoài. Ok nha. Thì hồi nãy Phong nó cũng quay sơ bộ xung quanh cái xe này rồi. Thì nói chung á là một tháng team sẽ có một ngày vàng dành cho một chiếc dòng xe mà team bán giá cực kỳ thấp. Thì tuần này, vào tuần này, nay là thứ hai nha, chủ nhật tuần này công ty team sẽ tổ chức ngày vàng. Nhớ, chủ nhật tuần này công ty team sẽ tổ chức ngày vàng dành cho dòng xe gì, thì tới gần gần đó team sẽ chỉ cho các bạn biết xe gì ha. Thích thì cứ mua thôi. Từ trả góp thì thủ tục bạn chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân và bằng lái là có thể trả góp được. Trả góp thì các bạn trả trước khoảng 20% có thể lấy xe về. Tin đảm bảo với các bạn lãi suất cực kỳ thấp luôn, tin lo cho các bạn từ A đến Ớ luôn. Ok nha. Giá đảm bảo chiếc xe này cũng không có cao đâu, tương đối là mềm đó. Muốn biết thì điện số điện thoại này hoặc comment bên dưới, và nhắn tin vào Facebook mặt tin giao tin. Ok, những câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Team, Mr. Team đồng hành cùng bạn trao trọn niềm tin.